Cách chưa đầy một tháng, Trường Xuân lẻo đẻo qua nữa. Qua ngồi hút chưa tàn điếu thuốc, thì thấy Kỳ Tâm ở ngoài tiệm lơn tơn đi vô. Nè anh, tôi mới làm đặng một việc lợi lớn quá. Trường Xuân thấy Kỳ Tâm thì không được vui, nên Kỳ Tâm nói như vậy, mà anh ta không thèm hỏi qua việc gì, lại dây qua hỏi bà Phủ rằng. Hôm nay con hai nó mướn vú cho thằng nhỏ bú hay nó cho bú? Bà Phủ đáp rằng. Thằng hai nó nói phải lắm đà. Trường Xuân hỏi rằng. Nếu có vú sẵn như vậy sao không có mướn người ta cho bú? Dì hỏi mà mướn đi. Họ nuôi một năm chừng 50-60 đồng, tốn hao bao nhiêu đó mà sợ. Để cho bú cực nhọc chịu sao nổi. Kỳ Tâm ngồi nghe Trường Xuân biểu như vậy mới xen vô mà nói rằng. Tôi tưởng đàn bà có con thì cho nó bú tốt hơn là mướn vú. Trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc cho uống sữa bò chẳng nói làm chi. Chứ nếu mình sữa nhiều mà tốt thì cần gì phải mướn vú. Trong việc nuôi con có ai bằng mẹ được. Mình sanh con, cho nó bú, dỗ nó ngủ, bồng nó chơi, tập nó đi, gần gũi nó luôn luôn, nó mới chịu mến rồi gây cái tình thân ái cho ngày sau. Chứ nếu mình ỷ có tiền mướn người nuôi thì sợ e nó theo tánh tình người vú mà không gây đặng cái tình mẫu tử nữa. Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói như vậy thì giận nên quạo mặt mà nói rằng. Tôi tính việc gì Dượng cũng đều ngăn trở hết thảy à. Chuyện không có can hệ đến Dượng mà Dượng cãi chi vậy? Kỳ Tâm cười mà nói rằng. Tôi lấy chánh lý nói nghe chơi đó thôi, chứ ai làm sao thì làm, can cập gì đến tôi mà tôi cãi. Kỳ Tâm nói tới đó, liếc thấy thằng Quế đứng lấp ló nơi cửa buồng. Anh ta sợ ló mọi nên nói tiếp mà nói lớn rằng. Tuy nói như vậy, xong mướn vú hay là cho bú đều tại ý vợ tôi, chứ nào phải má tôi hay là tôi mướn mà đặng sao. Bà Phủ liền nói rằng. Để tao hỏi nó lại coi nó có chịu mướn vú hay không nha. Bà đứng dậy đi vô buồng một hồi rồi trở ra nói rằng. Con nó nói nó đẻ thì nó nuôi, chứ nó không chịu ai nuôi hết . Kỳ Tâm nghe nói thì chúm chím cười, còn Trường Xuân vẫn cành hông, dục đứng dậy chắp tay sau đít đi qua đi lại, dậy khuya dưới gạch nghè lốp bốp. Trường Xuân ra về coi bộ giận lắm, giận Kỳ Tâm. Sao cứ theo can giữ việc của Yến Tuyết hoài? Giận Yến Tuyết, sao mỗi việc đều vừa theo ý Kỳ Tâm, không chịu nghe lời mình. Đặt tên con, nói theo Kỳ Tâm, mà mướn vú cũng làm theo ý với Kỳ Tâm. Rồi anh ta giận luôn tới bà Phủ. Tại sao bà Phủ tôn trọng Kỳ Tâm, kêu Kỳ Tâm bằng thằng hai nghe ngọt xớt? Anh ta giận rồi lại nghi rằng. Hay là hai đứa nó này nó gạt mình, nói với nhau rằng cưới gả mà rồi chúng nó làm vợ chồng thiệt à? Trường Xuân nghĩ tới đó thì trong bụng hầm hầm, tính thầm rằng nếu có vậy thì mình đuổi Kỳ Tâm đi liền, mà trước khi đuổi nó, mình phải làm cho nó khốn hại, cho nó biết mình. Năm ấy, lúc gần Tết, mỗi ngày lúa lên giá thêm hoài, bởi vậy Kỳ Tâm, lớp thì mắc đi chịu giá rồi đặt bạc cọc cho điền chủ, lớp mắc đi chợ lớn bán lúa, công việc dồn dập, không có một giờ nào rảnh. Lối rằm tháng giêng, ba chiếc chài chở lúa đã gần tới chợ lớn rồi, nên anh ta phải đi xe lửa lên theo mà cân cho nhà máy. Anh ta mua vé hạng nhì, xe bên Mỹ Tho qua vừa mới ngừng, anh ta lật đật bước lên xe thì thấy có cô Sáu Nhiễu là con gái của ông Phó Tổng Tài ngồi trong xe. Anh ta dự dụ muốn qua xe khác mà ngồi, xong anh ta nghĩ rằng người ta ở bạc với tình với mình thì người ta hổ ngươi, chứ mình có việc gì mà lánh mặt. Nghĩ như vậy nên Kỳ Tâm bước lên xe, dở nó mà chào, rồi ngồi ngay mặt cô Sáu Nhiễu.
Trong cái xe ấy có cô Sáu Nhiễu với một ông tóc bạc hoa râm, chứ không có ai nữa hết. Mà hai người ngồi cách xa nhau nên Kỳ Tâm chắc là không quen biết. Anh ta liếc coi thì thấy cô Sáu Nhiễu mặc áo màu thiết, quần hàng trắng. Tay mặt đeo một chiếc đồng chạm mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng, hai tay đều quấn hộ, còn cổ thì đeo ba sợi dây chuyền. Tuy cách nhau đã 4, 5 năm và cô đã có chồng lâu rồi, nhưng mà tướng mạo không đổi cho mấy. Cô Sáu Nhiễu thấy Kỳ Tâm ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo đàng hoàng thì cũng cứ theo ngó hoài. Chừng xe lửa chạy có khỏi Tân An, rồi cô mới hỏi. Xin lỗi thầy, không biết thầy có phải là con có bắt cá dưới rạch giá hay không? Kỳ Tâm cười và đáp. Thưa phải, chẳng hay cô ở đâu mà biết tôi? Cô Sáu Nhiễu cũng cười mà nói rằng. Thưa, tôi gốc cũng ở rạch giá. Kỳ Tâm thấy cô dạng gì đến thế mà tức cười thầm trong bụng, không muốn hỏi han chi nữa, nên mở gói nhật trình ra, rồi ngồi chống tay trên khung cửa mà đọc. Sáu Nhị ý muốn nói chuyện nữa, xong cô thấy Kỳ Tâm dây mặt chỗ khác, còn ông đi chung xe thì ngó trân trân, làm cho cô mắc cỡ, nên cô dở quả sách lấy trầu mà ăn, không hỏi chi nữa hết. Xe tới bên Lức, ông tóc bạc, hoa râm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ Tâm và cô Sáu Nhiễu mà thôi. Xe vừa rút chạy, cô Sáu Nhiễu vùng dậy hỏi rằng, thiệt thì quên tôi hay sao? Kỳ Tâm liền buông tờ nhật trình, rồi ngó cô ta mà đáp rằng, à, tôi nhớ cô lắm chứ. Dầu 1000 năm nữa tôi cũng chưa có quên được à. Thầy nhớ tôi sao hồi nãy? Thầy hỏi tôi ở đâu? Tôi làm bộ không biết cô, là vì tôi không muốn biết cô làm chi nữa. Sao vậy? Cô hỏi câu đó tôi không biết sao mà trả lời. Vì khi trước rủi, tôi biết cô nên mấy năm nay tôi não nề lung quá. Nếu bây giờ mà tôi biết nữa thì khó quá. Thầy nói sao đó, tôi nghe không rõ. Thôi, chuyện cũ nhắc lại không có vui gì. Xin cô giả quên tôi luôn cho nó yên đi. Tôi hiểu rồi. Bây giờ thầy cưới đặng con bà Phủ, thầy giàu sang, không muốn nhìn biết đến những người quen thổi trước nữa chi phải không? Kỳ Tâm nghe nói trớ trêu như vậy thì giận đỏ mặt, nên dây mặt ngó ngoài cửa mà đáp rằng. Thủa này thiên hạ bạc tôi, chứ nào tôi có bạc ai đâu mà cô nói vậy. Ai bạc thầy, chứ tôi có bạc thầy đâu. Xin lỗi cô không bạc tôi, mà sao mấy lời cô nói dưới tàu rồi cô quên hết đi? Những lời tôi nói với thầy, tôi nhớ hồi chứ nào tôi có quên đâu. Cô không quên, mà sao nhà tôi suy sụp, rồi cô lại bỏ tôi mà ưng chỗ khác? Việc vợ chồng là tại cha mẹ định, tôi đâu có dám cãi. Tại cha mẹ cô thì cô cũng phải nói cho tôi biết, chứ sao tôi nghe cô ưng chỗ khác tôi lật đật viết cho cô một bức thơ, cô không thèm trả lời, rồi sau cô đi chợ gặp tôi cô lại làm lơ là vậy. Tôi có được thơ từ chi của thầy đâu, còn tôi đi chợ gặp thầy hồi nào? Kỳ Tâm ngồi thở ra không thèm trả lời. Cô Sáu Nhiễu cũng ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng, tôi nghe lời cha mẹ ưng chỗ này, mấy năm nay tôi buồn quá. Bên chồng tôi thiệt là giàu, ngặt chồng tôi nó kỳ lắm, không có lo làm làng tổng với người ta, cứ theo mèo đàn chó điếm, xài tiền phá của hoài, nói không có đặng. Cô Sáu Nhiễu biết thấy Kỳ Tâm cứ đọc nhật trình, không thèm nghe, thì cô mắc cỡ nên không nói nữa. Chừng xe lên tới Phú Lâm, cô mới hỏi rằng, thầy đi Sài Gòn có việc chi hay là đi chơi? Tôi đi chợ lớn bán lúa. Rồi thầy có ra Sài Gòn hay không? Có lẽ khi cũng ra. Thầy ra Sài Gòn ở nhà hàng hay ở đâu? Chưa biết chắc. Lần nào tôi đi Sài Gòn cũng ở nhà hàng Nam Việt. Chuyến này tôi lên cũng ở đó nữa. Ở chỗ nào quen thì có dễ một chút,
chứ đi một mình á, mà ở chỗ lạ thì tôi sợ quá. Xe tới chợ lớn vừa ngừng, thì Kỳ Tâm đứng dậy giở nón chào cô nọ, rồi xuống xe đi tuốt. Cô dòm theo, thì thấy anh ta ra khỏi nhà giấy, rồi lên xe kéo mà đi, không thèm ngó lại. Kỳ Tâm biểu Sa Phu chạy ra bệnh tay, ngồi trên xe, nhớ đến cô Sáu Nhiễu thì chán ngán tình đời. Chẳng hiểu người lòng dạ thế nào, mà trước bạc tình, sao chẳng biết hổ ngươi. Nếu rủi gặp nhau thì phải trốn tránh mới phải, mà ví dầu không trốn đặng thì cũng phải làm lơ giả bộ không biết, chứ đâu lại bươi chuyện cũ ra mà nói. Bụng người đời khó lường thay. Việc xấu hổ mà họ lấy ra làm vinh diệu, lẽ gian tà mà họ công nhận thẳng ngay, đã phụ người rồi mà gặp người còn lại trách người, đã có chồng rồi mà gặp người mình phụ trước lại đem chỗ xấu của chồng ra mà nói, rồi lại chỉ chỗ mình trú ngụ cho trai biết nữa, coi cô ghê gớm hay không chứ. Kỳ Tâm nhớ các điều ấy, phùng cười ra tiếng làm cho Sa Phu không hiểu việc chi, nên ngoái đầu lại mà ngó. Kỳ Tâm nói thầm trong trí rằng, nhân tình ấm lạnh, thế thái bạc đen, không biết sao mà nói cho hết được. Ai, ôi thôi, mình cũng ráng chống mắt coi đời chơi, tự coi thiên hạ họ quấy phải thế nào, rồi trở về già mình ghi chép là một quyển Thế Tục Thiệt Biên. Đặng trẻ em lúc buồn, chúng nó xem chơi cho tiêu khiển. Ở đời người quấy hay muốn làm mặt phải, ấy là thường tình, nghĩ chẳng lạ chi. Có một điều này rất kỳ, là nhiều người coi ơn nghĩa nhẹ như lông. Khi có việc cần dùng thì khẩn cầu lọn cuối, đến chừng xong việc rồi thì chẳng niệm nghĩa cảm ơn, mà lại còn lấy nghĩa làm thù, lấy ơn làm oán. Trường Xuân đang bối rối, sợ việc quấy của mình lậu ra, thiên hạ chê cười, rồi vỡ rây ra, làm cho đường công danh hỏng hết, thì chiều lòng Kỳ Tâm. Đến đổi Kỳ Tâm nói nhiều lời rất nhục nhã, mà anh ta cũng làm lơ, như người ngu không hiểu chi hết. Đến chừng, anh ta đặng làm tổng rồi, và nghĩ phần Yến Tuyết cũng đã yên ổn, thì anh ta lần lần muốn quên ơn tế độ của Kỳ Tâm. Từ ngày Yến Tuyết lâm bồn cho đến sau, cái lòng bội nghĩa của Trường Xuân lại càng hiện rõ hơn nữa. Anh ta nhớ, từ lúc đặt tên cho đến lúc mướn vú, Yến Tuyết cứ làm theo ý của Kỳ Tâm hỏi, thì trong lòng sanh nghi. Mà nhất là Yến Tuyết trốn tránh, không chịu cho anh ta thấy mặt, nên anh ta lại càng nghi nhiều hơn nữa. Mỗi lần qua Tân An gặp mặt Kỳ Tân, thì anh ta không vui, kiếm chuyện gây với Kỳ Tâm hỏi, ý muốn cấm, không cho Kỳ Tâm đến nhà bà phủ nữa. Xong, không biết lấy cớ chi mà cấm được, anh ta mới tính kiếm cớ đuổi Kỳ Tâm, mà nếu đuổi không được, thì làm cho Kỳ Tâm phải mang hại. Kỳ Tâm, tuy nhỏ tuổi, xong mùi đời nếm đủ, từng quen thú sang giàu, từng vùi thân gió bụi, đã thấy nhân tình ấm lạnh, đã biết thế tục ngọt cay. Có lý nào gần Trường Xuân mà không hiểu ý anh ta? Để đến nỗi bị anh ta thù oán, nhưng vì bụng Kỳ Tâm không phải là bụng có một người tầm thường, anh ta vẫn chịu tiếng làm chồng Yến Tuyết là cúi dùm chức danh giá cho người chứ không ít cho mình. Còn đứng làm tổng lý tiệm lúa thì cũng làm giàu thêm cho họ, chớ mình không có lợi chi. Xong anh ta cố ý làm hoài, ấy là vì anh ta muốn thử coi thiên hạ cư xử với mình ra thế nào cho biết.
con của Yến Tuyết là Kỳ Phùng đã được 6 tháng rồi. Ngày nọ Trường Xuân có thăm bà phủ, cứ nài nỉ Yến Tuyết phải bồng thằng nhỏ ra ngoài cho mình xem. Yến Tuyết không chịu ra, mà cũng không cho bồng Kỳ Phùng ra. Trường Xuân giận quá, dằn không đặng nên nói rằng: "À, nếu muốn như vậy thì để tôi làm cho mà coi." Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi ra chợ Tân An. Trường Xuân đi thẳng tiệm lúa không thấy Kỳ Tâm. Hỏi bạn thì chúng nó nói Kỳ Tâm đi dưới tầm phu mua lúa. Trường Xuân lục sổ sách hết ra mà xem, dò từ số, cộng từ hàng, xét từ tờ, xem từ hồi 11 giờ cho đến 2 giờ chiều mới rồi. Trường Xuân vừa muốn ra về, bỗng thấy Kỳ Tâm đi tầm vu về, xe đang ngừng ngoài cửa. Trường Xuân đứng lại, Kỳ Tâm bước vô mừng rỡ hỏi rằng: "Anh qua bao giờ đó anh ba?" Trường Xuân không thèm đáp câu hỏi ấy, lại hỏi rằng: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Dượng, xong ở đây bất tiện, vậy thì về trong nhà dì phủ đặng tôi nói một chút." Kỳ Tâm không hiểu có việc gì nên đội nón đi liền. Hai người đi dọc đường không nói chuyện gì hết. Vô tới nhà, Trường Xuân nói với bà phủ rằng: "Thưa dì, cháu có chuyện kính muốn tỏ với thầy hai đây á, để xin dì làm ơn biểu mấy đứa ở đi xóm đặng cháu nói chuyện cho nó dễ." Bà phủ tưởng có việc gì quan hệ nên lập đật sai chính hữu mượn ghe chèo qua sông mà đòi nợ, rồi lại sai thằng Quới đem một nhánh cau đi xuống chợ cho người quen. Trường Xuân thấy tôi tớ trong nhà đi hết rồi mới nói với Kỳ Tâm rằng: "Thầy phải biết rằng á, thầy nhờ tôi nên hơn một năm nay áo quần lành lẽ, ăn ở mới sung sướng. Nếu thầy là người biết điều á thì thầy cảm ơn tôi lắm mới phải. Chẳng hiểu gì cớ nào thầy đã không biết mang ơn, mà lại thầy ở với tôi càng ngày càng quấy quá. Vậy thầy phải tính ra khỏi nhà này cho mau ạ. Tôi không muốn thầy tới đây, mà cũng không muốn thầy coi tiệm lúa nữa." Kỳ Tâm nghe nói chưng hửng, nhất là nghe Trường Xuân nói mình nhờ anh ta, chứ không phải anh ta nhờ mình, thì lấy làm bất bình, muốn dùng tiếng nặng nề mà đối lại, cho anh ta chừa cái thói vong ơn bội nghĩa ấy đi. Nhưng mà nghĩ rằng mình đã chê người ta ở quấy, thì mình phải ở phải, chứ mình nóng giận rồi cũng quấy như người ta, thì mình có hơn người ta chỗ nào đâu. Bởi vậy, bỏ giận làm vui, ngồi nói hòa hưởng rằng: "Phải, khi anh cậy tôi nôm dùm cô hai ở nhà đây á, thì anh có giao hễ chừng nào anh biểu tôi, biểu thôi á, thì tôi phải thôi liền. Tôi đã chịu lời giao ấy, thì tôi nhớ luôn luôn. Bây giờ anh biểu thôi, thì tôi thôi. Mà anh muốn tôi đi liền bây giờ hay là bữa nào sẽ đi?" "Tôi nói như vậy á, xong đôi ba bữa nữa rồi thầy sẽ đi cũng được." "À, anh muốn định bữa nào tại ý anh. Nhưng mà tôi xin nói lời này cho anh biết, anh cậy tôi nôm đây là có ý muốn cứu danh giá. Trước là của bà lớn đây, sau là của anh cho vẹn toàn. Hơn một năm nay tôi gìn giữ đâu đó đều yên hết, bây giờ thình lình mà tôi bỏ ra đi, tôi sợ thiên hạ dị nghị chăng? Họ muốn nói sao họ nói, chối kệ họ, tôi không có cần." Bà phủ ngồi lắng tai nghe, chừng nghe Trường Xuân nói như vậy thì bà can rằng: "Cháu nói liều như vậy thì sao đặng? Bây giờ phận cháu yên rồi, nên cháu không cần lo nữa. Vậy cháu muốn làm cho mẹ con gì mang tiếng xấu hay sao?" Trường Xuân sụ mặt mà đáp rằng: "Vậy chứ bây giờ mọi việc đều yên rồi, vì tính chứa thầy ở trong nhà làm chi nữa?" "Dầu có muốn thầy đi thủng thẳng bàn tính với nhau coi đi làm sao cho nó êm, chứ thình lình cháu biểu đi thì sao đặng?" Trường Xuân ngồi suy nghĩ, Kỳ Tâm mới hỏi rằng: "Nếu muốn cho tôi đi thì dễ, chứ không khó gì gì. Có một điều khó nhất hơn hết là biểu tôi đừng có làm chồng cô hai nữa." "Sao mà thầy gọi là khó?" "Tôi cưới cô hai có khai hôn thú rõ ràng. Bây giờ nếu biểu tôi thôi thì phải đến tòa kiện phá hôn thú, rồi tôi thôi mới đặng chứ." "Thầy đã có giao kết với tôi thì thầy phải đến tòa mà xin để đi." "Làm sao mà để cho đặng? Hễ hai đàng thuận với nhau thì tòa để liền, chứ sao mà không có đặng?" "Anh có làm thông ngôn tòa mà sao anh nói trái luật quá vậy?" "Sao mà trái?" "Trong chỉ dụ ngày 3 tháng 10 1883,
định lề luật về sanh tử và hôn thú của người Việt Nam có nói rõ rằng vợ chồng ăn ở với nhau chưa đầy 2 năm thì không đặng phép đến tòa xin để. Tôi cưới cô hai vừa quá 1 năm thì tự thuận xin để sao đặng. Mà năm nay cô đặng mấy tuổi? 20 tuổi. Đó là một điều trái luật nữa. Bởi vì luật buộc vợ chồng tự thuận mà xin để thì người vợ phải 21 tuổi sắp lên mới đặng. Thầy đừng có làm mặt lanh à. Tôi không biết luật bằng thầy hay sao? Không phải tôi dám khoe tôi thông luật hơn anh. Tại anh nói sai quá nên tôi phải nhắc lại cho anh nhớ chứ. Bây giờ tôi mới biết thầy là người không lanh thiệt à. Hèn chi hồi đó tôi giao kết điều nào thầy cũng chịu hết. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Anh muốn nói với tôi chuyện gì cũng đặng hết. Tôi đã hứa giúp dùm cho anh. Thì tôi giúp cho đến cùng. Anh muốn biểu tôi làm cách nào tôi cũng ráng làm theo ý anh muốn. Nhưng mà tôi cấm anh không có đặng phạm đến danh dự của tôi đâu. Bởi vì tôi tuy nghèo hèn, xong tôi trọng cái danh dự của tôi lắm. Thà là tôi chết chứ không có chịu để cho nhơ nhuốc cái danh dự của tôi đâu nha. Theo cái hơi của anh nói đó, té ra, năm ngoái tôi chịu nôm cô hai đây là vì tôi hiểu lầm, là tôi tiểu tâm hả? Muốn kết duyên luôn với cô, nên tôi lập mưu kế làm hôn thú đặng bây giờ để bỏ nhau không đặng phải không? Chứ sao hồi đó tôi đang bối rối, trong trí tối tăm, tôi không có về ngày nay khó như vậy, mà thầy không có nhắc tôi, để đến bây giờ thầy mới nói trái luật để không có đặng. Anh nhớ lại coi, có phải tại tôi ép phải khai hôn thú đâu, tôi có cản, mà bà phủ không chịu, nói rằng bà là người sang trọng, gả con không làm hôn thú sợ thiên hạ chê cười, nên bà buộc phải làm hôn thú chứ. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 10 truyện dài Tỉnh Mộng của nhà văn Hồ Biểu.